Bắt đầu nha. Câu thứ nhất là gõ và lưu tên, lưu cho đúng tên của mình vào. Mã sinh viên các thứ đầy đủ vào. Bạn nào lỡ ghi sai thì bấm file chọn save VE để đổi tên lại. Đặt ở desktop để tí nữa dễ kéo ra. Còn các bạn mà lấy từ mạng về thì tôi có dấu hiệu để nhìn ra được là bạn đã tải từ bài của người khác về hoặc từ mail về. Bây giờ nó cũng có cái rất đặc biệt ở trong tên file nếu như các bạn để ý. Đấy, bạn đánh đúng mã sinh viên của mình. Đấy, CNT60 Đại học CN. Đấy, sau đó thì là gõ tiếp. Đây là CN thôi chứ không có chữ đại học nữa. Và mã sinh viên. Save vào lại. Thế thì trên này nó phải hiện ra đúng tên của chúng ta. Sau đó chọn toàn bộ bảng thì cách chọn toàn bộ bảng là các em kích vào cái dấu mà nó giao giữa tiêu đề cột và tiêu đề hàng. Thì đây người ta gọi là tóc của bảng. Đấy. Hoặc cách thứ hai, các bạn bấm giữ Ctrl, bấm chữ A là cách thứ hai. Đấy, sau khi bạn đã chọn rồi thì phải chọn tất cả định dạng văn bản cơ bản nó nằm ở trên tab home. Trong đó phông là định dạng về chữ đường viền. Vì Excel ấy ban đầu của bạn đưa ra đây là bảng với các đường kẻ giả không in ra. Muốn có đường thì phải vào chọn hiển thị đường. Đây là màu nền, đây là màu chữ. Còn phần căn chỉnh thì nó đặc biệt hơn. Nó có ngoài căn trái, căn giữa, căn phải, không có giãn đều hai bên, nhưng nó lại có căn trên, căn giữa và căn dưới. Và quay hướng của văn bản thì nó lại, trong ô thì lại nằm ở đây. Lùi một ô, lùi trái, lùi phải đều tăng và giảm. Lùi các thành phần trong ô thì nó nằm ở đây. Còn Raptex là bình thường Excel ấy, nó không giống như Word là nó không tự động văn bản đổ xuống hàng tiếp theo, mà khi mà bạn đánh nhiều ấy thì nó sẽ ẩn cái phần văn bản cái giá trị thừa, ví dụ như mã hàng của hàng hóa như thế này thì các bạn thấy nó sẽ ẩn đi, nó không đổ xuống. Muốn nó đổ xuống để nhìn những cái chữ bị khuất thì chúng ta phải chọn Raptex. Đấy, đấy là Raptex. Thế bây giờ thì cô đi vào chi tiết nha luôn nhá. Đấy, cô nói qua là alignment là căn chỉnh, còn number là định dạng số, style là phong cách, cell là định dạng ô, còn editing là tính tổng tự động hoặc là các cái phép tính cơ bản tự nhanh, fill là tự động điền, clear là xóa định dạng, các loại định dạng. Đấy, sort and filter là lọc và sắp xếp. File and select là tìm và chọn. Thế đầu tiên là chúng ta bôi đen, chúng ta vào đây, chúng ta chọn đúng phông là Tahoma. Tahoma. Đấy, cỡ chữ người ta bảo là cỡ chữ 13. Đấy, đây thì nó không có 13 thì phải gõ vào. Gõ vào. Đấy, màu chữ phông color là Orange Asian 2 Darker 25%. Thế là màu chữ thì đây người ta gọi là phông color. Còn đây là màu nền là fill color. Đấy, trong Word thì nó gọi là shading. Còn trong Excel thì nó gọi là fill. Nhớ hai cái khác nhau thì chọn đúng cụm từ màu Orange Asian 2 Darker 25% thì chúng ta phải nhìn là nó có một cái cụm như thế, chứ không phải là cứ chữ nào Orange là chọn đâu. Đây Orange cũng thế nhưng không đúng. Mà chúng ta phải nhìn đúng cái từ đây này. Orange Asian 2 Darker 25%. Đấy, chúng ta phải chọn đúng cái cụm từ màu ấy. Đấy, sau khi chọn xong rồi sang ý thứ tư là định dạng cái dòng tiêu đề. Dòng tiêu đề này là cái dòng này có độ cao của dòng là 35. Thế thì chúng ta một là bôi toàn bộ dòng, kích chuột phải, chúng ta chọn row 2. Row 2 đây. 2
là vào cái vùng style này, chúng ta vào cái vùng cell này, chúng ta chọn phông, chọn hai, ta gõ chữ 35 vào, đấy nó giãn ra. Phông style cho cái dòng này là bầu, bầu fin color màu nền là orange Asian 2 lighter 40%. Thế thì chúng ta chọn, không chọn cả dòng nữa mà chỉ chọn mỗi vùng này thôi. Chúng ta vào fin color nha. Fin color orange. Đây. Đúng rồi. Orange Asian 2 lighter 40%. Đấy, chúng ta nhớ nó chỉ có 40% thôi. Xong. Các dòng còn lại trong bảng, râu là 20, chiều rộng cột tùy chỉnh phù hợp với dữ liệu có trong cột. Thế thì các cái dòng còn lại trừ cái tiêu đề ra thì là cái dòng này. Bôi toàn bộ cái dòng này. Kích chuột phải. Không được, lại phải bôi lại. Sau đó vào đây, ta chọn row 2 là 20. Ok. Đấy thì nó giãn những cái dòng này ra. Đã xong câu thứ nhất. Bây giờ sang câu thứ hai. Câu thứ hai là định dạng đường viền border cho bảng với outline, tức là chúng ta phải hiểu là cô vừa nói rồi, Excel ấy nó chỉ là bảng đường kẻ giả thôi. Cái đường kẻ đấy không in ra. Cho nên nếu mà bạn muốn in các cái đường kẻ ra thì bạn phải thiết lập đường kẻ cho nó. Mà thiết lập đường kẻ ở đây chính là border. Thế thì chúng ta phải bôi cái vùng mà chúng ta cần thiết lập bảng. Rồi ta vào trong cái border ở đây. Nó có các kiểu, ví dụ như là dưới, trên, trái, phải, không có. Thế là bạn đã thiết lập rồi, bạn hủy đi thì bạn chọn no border. Tất cả. Thế nhưng mà ở đây người ta lại nói rõ là gì? Double line, tức là outline. Outline tức là đường xung quanh, là kiểu double line. Còn inside là kiểu single line. Thế chúng ta phải chọn là more border. Đấy. Các bạn chọn ở đây, riêng kiểu đường của Excel thì nó rất ít, nó chỉ có từng này kiểu thôi. Nó không giống như Word. Word là có thể là kiểu đường sóng, đường đơn, đường đậm, đường đậm, đường đơn, đường ba. Đấy, rồi các cái đường bằng hoạt kịch, là bằng bằng nghệ thuật. Như ở đây nó chỉ có thế này thôi. Chọn đầu tiên, chọn kiểu đường. Màu đường là Gold Asian 2 Darker 25%. Thế thì chúng ta phải đi chọn color cho màu đường Gold. Đấy, Gold này, Asian Darker 25. Nhớ phải đúng cái này nha. Đấy. Xong bây giờ mới tác động là xung quanh. Thế còn inside là single line. Inside là single line, đây là single, đây là single, đây là double. Đấy nhá, hai cái này. Còn đây là đường single nhưng mà người ta gọi là nó là đậm. Thì chúng ta chọn cái này. Inside này. Ok này. Đấy bây giờ nó mới ra kiểu đường. Đấy, tôi cho các bạn nhìn. Bây giờ là chúng ta thử in xem trước khi in đây. Chúng ta nhìn thấy nó sẽ có chút đường kẻ rồi. Xong rồi. Là chúng ta xong ý thứ nhất của câu 2. Bây giờ tiếp. Sử dụng tính năng gộp Merger and Center. Gộp Merger and Center để trộn các ô từ A1 cho đến H1 thành một ô. Đấy, tức là ý người ta bảo là trộn cho dòng tiêu đề. Thì rất nhiều bạn nhá, nhầm là chọn cả cái này hay là trộn. Đấy, bây giờ chả biết cái chữ nó ở đâu nữa. Thì chúng ta chỉ trộn làm sao cho nó đến đây thôi. Bởi vì á, buổi sau chúng ta sẽ học về công thức. Thì chúng ta sẽ thấy cái số lượng cột ở trong Excel nó phải hơn 16.000 cột. Cho nên là bạn mà cứ lướt mãi thì cũng chẳng biết là cái tiêu đề nó nằm ở chỗ nào. Thì chỉ bôi từ đến đây thôi. Xong đó vào cái phần người ta gọi là Merger and Center. Đấy, Merger and Center.
Đấy, thì lúc này chúng ta thấy cái ô này nó thành một ô rồi. Bạn muốn hủy đi thì lại kích vào Merge Center. Đấy, nha, chúng ta đã xong. Xong đó là áp dụng phong cách ô, Sale Style, title cho ô vừa gộp. Thế thì bây giờ chúng ta chọn trộn xong thì phải vào Sale Style, chọn title. Đấy, bạn chọn title cho nó. Đấy, bây giờ nó khác kiểu đi nhá. Tức là Sale Style là chứa các kiểu của ô. Đấy, nó giống như Word ấy. Word chúng ta cũng có hẳn một cái vùng này, nó gọi là Sale này. Đấy, chúng ta phải lưu ý. Rồi, thế bây giờ chúng ta lại làm các câu tiếp theo. Gộp xong rồi, bây giờ sang ý thứ ba của câu 2. Áp dụng định dạng bảng format Airtable kiểu table style medium file. Thế thì bôi toàn bộ cái vùng này. Chọn format Airtable. Chọn đúng kiểu. Đấy, table style medium file. Đây nha, chúng ta nhớ nó là cái này. Đúng kiểu vào. Rồi, chọn xong kiểu rồi thì bây giờ tiếp tục. Người ta bảo là không bao gồm cái tiêu đề này, là không được chọn cái trên này, chỉ chọn từ bên đây thôi. Nhớ nha. Đã xong. Bật tùy chọn band row vào first column. Thế thì khi chúng ta đã ở trong bảng thì chúng ta thấy nó có xuất hiện một cái tab mới tên là Table Tool, chính là cái design. Trong cái design này các bạn có các cái tùy chọn của bảng, ví dụ như người ta gọi là header row, đấy nó ẩn đi mất rồi. Đấy, thứ hai là gì, total row là xuất hiện thêm một cái dòng tính tổng, bỏ đi. Band row bỏ đi. Có band row có nghĩa là đan xen màu giữa các hàng. Band tức là có tính chẵn lẻ. Ví dụ như bạn cột chẵn này, à, hàng chẵn, đây là hàng này, hàng chẵn này. Đấy, màu nó khác với hàng lẻ này, hàng lẻ đây. Thì người ta gọi là band row. Thế còn bạn không thích thì bạn bỏ đi, thì tất cả giống nhau. Còn band column là đan xen màu giữa các cột đây nha, các cột này. Đấy, để nó phân biệt các cột ra. Thì trong bài người ta chỉ bảo các bạn là chọn header row và tùy chọn band row. Chúng ta dùng hai cái đấy thôi. Thế còn first column, à, người ta không bảo, ấy là mà chọn thêm cái tùy chọn đó là first column. Đấy, cột đầu tiên nó sẽ đậm hơn. Thế còn bây giờ mà bỏ header row đi thì mất tiêu đề, nên chúng ta vẫn bắt buộc phải chọn header row, chọn band row và chọn first column. Thường thì tất cả các bảng bao giờ người ta mặc định có header row. Header row người ta gọi là cái dòng tiêu đề đầu tiên của bảng để cho biết cái cột này nó có ý nghĩa gì. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp cái câu số 3. Thiết lập tùy chọn để Excel mặc định lưu tài liệu với định dạng Excel Workbook và tự động sao lưu 5 phút mỗi lần. Thì cái này vào file thôi. Chọn option. Đấy, chúng ta sẽ chọn là Saver. Mặc định kiểu của file là Excel Workbook tự động lưu trong 5 phút. Đấy, chúng ta nhìn đây nè. Save auto recover information every đấy, 5 minutes. Chúng ta chọn cái này. Đấy, minus rồi. Xong rồi thì bây giờ sang cái câu thứ ý thứ hai của câu 3. Trong sheet 3. Sheet 3. Đấy, chúng ta có hai sheet đây. Thế thì trong cái sheet 3 này, người ta bảo là gì? Định dạng tô nền fill color với màu orange.
Orin, tức là chỉ có một cái tên màu là orin chứ không được pha trộn. Đồng thời cho các ô A1, B2, C3, D4 thì đầu tiên ta phải chọn A1, A1, B2, C3. Để chọn lại A1 này giữ căn trô, chọn B2 giữ căn, vẫn đang giữ căn trô, chọn C3. Đấy, chọn D4. Chọn xong thì vào fill color. Đây người ta gọi là fill color. Đây, fill color. Chọn màu cam chuẩn. Thì đây là cam chuẩn. Nó có mỗi chữ orin. Thế còn trên này người ta gọi là pha trộn. Đấy, có chữ orin như này Asian 2 lighter 40%. Thì nó không phải là màu chuẩn, mà màu chuẩn là như này. Cả cái hàng này người ta gọi là màu chuẩn, mà màu chuẩn thì chỉ có bởi một từ thôi. Chúng ta nhìn thấy nó bởi một từ thôi. Cùng lắm thì là một cụm từ. Đấy, ví dụ như là light blue, đấy, blue, dark blue, purple. Thì cái này người ta gọi là màu chuẩn. Xong màu rồi. Tiếp tục trong sheet 3 chọn đồng thời các dòng có chỉ số 1, 3, 5. Thì đây là 1. Đây là 3. Đây là 5. Sau đó định dạng đường viền. Đấy. Đường viền. Outline là single line và inside là dot line. Thế thì chúng ta vẫn đang chọn đấy nhá. Chúng ta vào border này. Chúng ta chọn more border. Đấy. Outline là single. Cái này chọn outline. Inside là dot line. Đây người ta gọi dot. Tất cả những cái này đều là kiểu dot hết. Bạn chọn kiểu nào trong những cái này đều được. Đấy, dot tức là điểm. Đường được nối với nhau bởi các điểm. Đấy, thì chúng ta chọn cái đấy và inside. Ok, nó phải ra như thế này. Ý thứ tư của câu 3 là đổi màu thẻ trang tính. Đấy, đổi màu thẻ trang tính. Chúng ta có 3 cái trang tính ở đây. Chúng ta đổi màu bằng cách kích vào đây. Chúng ta chọn là tab color. Người ta bảo với các cái màu khác nhau. Thì đầu tiên cô chọn màu cam. Cái thứ hai cô chọn màu xanh. Cái thứ ba cô sẽ chọn là màu tím. Đấy, thế thì chúng ta thấy ba cái này, ba màu khác nhau. Rồi, sang cái câu số 4. Tạo một sheet mới. Câu số 4 người ta bảo tạo một sheet mới là kích vào đây. Tạo một sheet mới. Đổi tên sheet vừa tạo thành lưu trữ. Đấy, và màu là blue. Đây sheet mới là cái sheet sheet 1 này. Kích chuột phải này. Đổi tên là gname này. Đặt tên là lưu trữ này. Enter này. Xong rồi. Đấy, tab color là blue. Kích chuột phải. Chọn tab color, chọn đúng cái chữ blue ở đây. Xong rồi nha. Đây là bốn cái, bốn màu khác nhau. Bây giờ mới sang cái vấn đề sao chép. Sao chỉ sao chép nội dung dạng page value, toàn bộ dữ liệu trong sheet bán hàng sang sheet lưu trữ. Thế thì cái sheet bán hàng này này là cái sheet mà người ta đã bảo các em tạo ra từ câu số 1. Đấy, từ cái câu số 1 này. Thế bây giờ việc sao chép. Thế sao chép thì cô nói các em này, riêng Excel ấy, sao chép và paste ấy, nó khác hoàn toàn với Word. Đây các bạn để ý vào đây. Đầu tiên là bôi cái vùng cần copy giống như Word. Đó là bôi vùng để copy sang sheet lưu trữ. Paste nó ra. Thế thì paste nó có tương này kiểu paste. Một là paste tất cả. Hai là paste nhưng mà không có định dạng, chỉ có công thức. Ba là paste nhưng mà có định dạng công thức với lại giá trị. 4 là paste nhưng mà giữ nguyên định dạng nguồn. 5 là paste nhưng mà không có đường viền. Đây tôi paste nhưng mà không có đường viền. Đấy, chúng ta nhìn thấy đường viền trên đường viền đôi, nhưng mà đến đây không còn đường viền nữa.
6 là chúng ta bếp nhưng giữ nguyên cái chiều rộng của cột. Còn 7 là bếp nhưng mà chỉ có giá trị thôi. Thế thì đây chính là cái câu mà Excel người ta hỏi. Trong bài tập người ta hỏi các bạn là bếp và chỉ. Tức là bếp nó ra nhưng mà chỉ chọn cái kiểu là giá trị. Thế còn 8 là chúng ta bếp nhưng mà có định dạng cho số. Bếp có giữ nguyên định dạng nguồn. Và có một cái nữa đó là bếp nhưng mà để như chanh. Đấy, bếp như chanh. Mà là chanh thì biết là nó có giãn được. Đấy, có giãn được, có định dạng được. Đấy, như chanh. Nên là chúng ta nhìn đây chúng ta biết là chúng ta có nhiều kiểu bếp. Thế còn ngoài ra nó có một cái bếp nữa rất đặc biệt, đó là copy này, là hoán đổi hàng thành cột. Đây, hoán đổi đâu? Đây, nó gọi là transpose. Chúng ta nhìn này, trên là cột thì bây giờ thành hàng. Đấy nha. Thì đấy là chúng ta có rất nhiều kiểu bếp để đi thi ấy. Bạn nào mà còn làm những bài mốt ấy thì phải để ý, không phải người ta bắt các bạn bếp hết đâu. Thế thì trong bài chúng ta là bếp và lưu trữ mỗi một giá trị văn bản. Thế thì chúng ta có nhìn đây, là cái này là trường hợp đúng của bài, là bếp nó sẽ phải ra như thế này. Cô sẽ chọn hết, cô clear đi. Leon tranh thì không xóa được, nên chỉ xóa văn bản. Đấy, sẽ sang đây paste lại, copy này, sang lưu trữ này, đặt ở đây này, paste venue. Đấy, bài của tôi là cái phần này là lưu trữ, tức là lưu trữ giá trị thôi. Xong escape này đi. Xong rồi, bây giờ mới sang phần di chuyển sheet lưu trữ lên ngay sau sheet bán hàng. Ví dụ nếu mà bạn tạo ra mà nó nằm ở cuối cùng này, thì bạn đưa con trỏ đến cái sheet lưu trữ, giữ chuột trái, kéo. Đấy, ra sheet bán hàng. Xong. Tạo bản sao của sheet bán hàng tới vị trí cuối cùng trên thanh sheet top và đổi tên là nhân bản. Thế tạo bản sao bằng cách là chúng ta kích chuột phải, chọn Move or Copy. Move or Copy. Thế thì muốn nhân bản thì phải chọn Copy. Còn muốn di chuyển thì bỏ cái tùy chọn copy này đi. Đấy, chúng ta sẽ, người ta bảo là di chuyển đến cuối cùng. Đến cuối cùng thì move to end. Ok. Đấy, chúng ta thấy bây giờ nó có sheet bán hàng. Đây là cái sheet ban đầu gốc. Còn đây là sheet nhân bản. Nhớ đây là nhân bản là cũng nghĩa sheet này có gì thì sheet kia có thế. Còn sao chép là bạn chỉ có một vùng của sheet rồi đặt sang sheet khác. Nhớ nhá. Thế thì hai cái này nó là sheet là khác nhau. Đây là giống nhau này, còn đây là chỉ sao chép một phần thôi. Xong. Bây giờ sang cái câu số 5, tôi sẽ làm đến câu 5 tôi dừng lại tí tôi hướng dẫn tiếp. Thế thì tiếp câu số 5 này bắt đầu. Thực hiện điền tự động autofill cho số thứ tự trong trang sheet bán hàng. Đấy nha, tự động. Thế lúc đầu bài của chúng ta nó chỉ có mỗi số 1 thôi. Tự động bằng cách là kéo này, chọn fill series này. Cách thứ hai, nếu mà bạn đánh là số 1 này, bạn thêm số 2 này, bạn kéo xuống này. Cách thứ ba này, bạn đánh số 1 này, số 3 này, à không phải thứ ba nữa mà kiểu khác, thì là sinh ra toàn số lẻ này, 2 này, 4 này, thì bạn sẽ sinh ra toàn số chẵn này. Đấy, bạn đánh ví dụ như là măn này, thì bạn sẽ sinh những thứ còn lại này. Bạn đánh là măn đây này. Đấy, đây là cô nói rõ hơn về cái trường hợp mà sinh các cái số tự động. Đấy, gian này thì nó sẽ sinh ra những cái tháng còn lại. Đấy, January. Đấy, January. Đầy đủ này. Đấy, thì đấy là chúng ta hiểu là cái cách để sinh số tự động nó có từng này loại.
Thế còn ví dụ như bạn mà sinh cái số mà từ 1 đến một dãy bất kỳ, từ 1 đến một dãy bất kỳ, một này, đấy, bạn sinh đến khoảng 100 hay một gì đấy, thì cứ kéo đi, kéo xong đây chọn pin seri. Đấy, có nhiều kiểu lắm, nhưng tôi chỉ cô nói như thế là chúng ta hiểu là cái autofill này nó rất là đa dạng. Xong autofill rồi thì người ta bảo chèn một cột mới tên là vận đơn sau cột mã hàng, thì cái này nó rất là đặc biệt của từ 2013 trở đi. Đấy, chèn một cột mới thì cách chèn cột mới làm nguyên tắc của Excel là chèn vào trước cột được chọn hoặc phía trên hàng được chọn. Thì ví dụ cô muốn chèn vào một cột vào giữa mã hàng và tháng thì cô phải chọn tháng, sau đó vào insert. Còn nếu mà bạn mà muốn chèn một hàng vào trước cái hàng số 6 thì bạn phải chọn hàng số 6, bạn chọn insert. Đấy, bây giờ cô sẽ chọn là tháng, insert, sau đó cô đánh tên nó là vận đơn. Đây, thế thì vận đơn thì người ta mới bảo là vận đơn này ấy, sử dụng tính năng plugin để điền tự động giá trị cột mới là ghép giá trị của mã hàng với số thứ tự phân cách bởi dấu trừ. Thế thì mã hàng đây, với số thứ tự đây mà điền, mà ngồi mà điền bằng tay thì cứ là G01 gạch ngang 1, xong lại B02 gạch ngang 2. Thế thì nó lâu thì người ta dùng flatfill bằng cách chỉ điền cái đầu tiên chuẩn nhất G01 gạch ngang 1. Sau đó sử dụng flatfill như sau: đưa con trỏ đến góc bên phải dưới, kéo nó xuống. Đấy, nó sẽ sinh tự động như thế này. Không đạt, bạn phải kích vào cái dấu gợi ý ở bên cạnh, chọn flatfill. Nhìn thấy chưa? Bây giờ đạt chưa? Đấy, bây giờ B022 này, D013 này, M014 này, S025. Ví dụ như tôi undo lại, tôi làm lại. Tôi nói rõ, bước thứ nhất, gõ thằng thứ nhất theo ý của mình. Nó chuẩn vào. Xong đưa con trỏ lên đây. Đấy, sử dụng như autofill. Kéo nó xuống. Sau đó nó có cái dấu nhắc gợi ý ở đây thì chọn flatfill. Đấy, nó bắt chước. Flatfill người ta gọi là linh động. Thì đây là chính là cái cách mà Excel nó sử dụng trí tuệ nhân tạo ấy. Nó đọc cái suy nghĩ giống như con người. Ví dụ như cô có Nguyễn Thị là cô mở một cái sheet mới, cô đánh chữ là họ này, họ đẻ này, tên này, đấy thì bắt đầu mình mới là Nguyễn, Hùng, Cường, Lê, Văn, Bình, Trần, Hải, Hà, Mai, Công, Lập. Bây giờ người ta bảo ghép tên, họ tên. Thế thì ghép tên chỉ cần ghép thằng thứ nhất thôi. Còn đâu Excel nó tự bắt chước, nó điền những thằng tiếp theo. Thì thằng thứ nhất này phải gõ đúng như ý của mình, Nguyễn Hùng Cường. Những thằng còn lại kéo nó xuống như autofill nhưng chọn chế độ flatfill. Thế thì chúng ta thấy nó sẽ điền cho chúng ta đấy, tự động như thế này. Thế thì đấy chính là cái cách mà các bạn có thể ghép cột nào cũng được. Ví dụ như lần trước các bạn có biết là giáo viên còn dùng nó để ghép thành mail của các bạn. Đấy, mail theo quy tắc mail của nhà trường. Ví dụ như bây giờ mail của các bạn ấy là bằng tên đấy, ghép với a còng st.vimaru.edu.vn. Thế nhưng mà cái tên này của chúng ta nó là có dấu. Thế mà của trường mình mail nó không có dấu. Thế thì các thầy cô làm kiểu gì? Cô copy này. Đấy, xong các thầy cô vào cái này này. Các bạn nhìn không? Nó có chế độ là chuyển mã này. Đấy, chuyển mã nhưng mà nhớ là phải loại bỏ dấu. Kích vào đây này. Loại bỏ dấu, xong bắt đầu kích chuyển mã. Đấy, đóng lại. Paste nó ra đây. Đấy, bây giờ thành là Cường, Bình, Hà, Lập chẳng có dấu gì nữa. Thế là chúng ta bắt đầu sinh ra mail tự động bằng cách là Cường,
a@vimaru.edu.vn. Thế là các thầy cô biết cái quy tắc này, các thầy cô tạo mail để gửi, để tạo ra cái Classroom với này tự động mail cho chúng ta. Đấy, bây giờ ta kéo xuống này. Đấy, ta chọn chế độ Platform này. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa? Cường, Bình, Hà, Lập đã xong. Thế thì đấy là cái mà Platform làm được nha. Chỉ có từ phiên bản 2016, cô nhớ hình như là chính xác 2016. Như 2013 là không biết có chưa nhỉ? Rồi chúng ta tiếp tục sang cái ý tiếp theo. Xong rồi, xong cái Platform rồi thì bây giờ sang ẩn cột loại. Thế là chúng ta có cái cột loại này. Đấy, chúng ta ẩn nó đi thì ta chọn cả cột, xong ta kích chuột phải, ta chọn là 2 là ẩn đi. Thế thì ẩn đi thì chúng ta nhìn thấy là phía trên tiêu đề cột này nó sẽ có một cái gấp khúc. Đó nghĩa là F sang đến GH, nhưng mà nó bị ẩn thì nó sẽ bị gấp khúc như này. Nhìn tinh ý thì mới ra, đấy, còn không nhìn tinh ý không ra đâu. Còn muốn hiện nó lên thì một là kéo nó ra. Đấy, lại ra loại. 2 là bôi từ đây qua đây, xong đó kích chuột phải chọn ân 2 thì lại hiện lên. Đấy nhá, ẩn nhá. 2 nhá. Rồi, hiện lên nhá, là bôi qua cái vùng đấy nhá, ân 2 nhá. Hoặc là kéo nó ra nhá. Đấy, tôi dạy hết các bạn các cách rồi đấy. Xong đó là cố định tiêu đề free pen từ vị trí dòng tiêu đề. Cố định tức là bây giờ cuộn lên thì nó không hiện, nó cuộn cả cái tiêu đề này. Mình muốn nó cố định tức là người ta gọi là đổ đông hay là gọi là free pen. Thì đưa con trỏ ở đây, đưa con trỏ ở vị trí này. Vào view, chọn free pen, chọn cái đầu tiên. Còn nếu mà chọn cái thứ hai là chỉ dòng đầu tiên, còn chọn cái thứ ba là cột đầu tiên. Vậy muốn ở vị trí bất kỳ thì chọn cái đầu tiên. Bây giờ này đổ đông này, nhìn thấy chưa, đổ chặt cái thằng này, cuộn lên cuộn xuống. Đây cô cuộn lên cuộn xuống này. Đấy thì cái này nó vẫn cố định. Còn theo chiều hàng này thì cái thằng cột đầu tiên nó vẫn cố định. Được chưa? Đây là đã xong. Chèn thêm 2 dòng mới. Chèn thêm 2 dòng mới. Vào sau dòng tiêu đề thống kê, bảng thống kê bán hàng quý 1. Thế thì đầu tiên là cô xóa cái này đi. Đấy, bạn muốn chèn thêm hàng mới thì bạn đứng ở đây. Bởi nguyên tắc của chèn là chèn phía trước hàng được chọn, chèn phía trước cột được chọn. Thế thì chúng ta phải chọn cái này, xong chúng ta insert một cái. Insert cái nữa, được 2 dòng. Đấy, thế là chúng ta đã xong 5 câu. Và cô tạm dừng lại 5 câu đấy đã, để cho chúng ta kịp thời làm cho nó đúng. Sau đó cô sẽ dạy 5 câu tiếp theo. 5 câu tiếp theo là rất là khó đấy. Các bạn cố gắng nghe.